Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thì chúng ta ghép nhạc từ dinh MP3 vào trong video bằng V3 video nhá. Thì đầu tiên các bạn lên dinh MP3 này. Các bạn chờ xíu nhá.